Phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt được rất nhiều anh chị em yêu mến và đây cây của nó đây ạ. Cây trời thân lá rất là xinh và đây chính là mặt bông mẹ của nó đây, cả nhà nhìn thấy ạ, rất là dễ thương đúng không ạ? Và vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng nên là nó chưa cao lắm đâu, nó chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 10 cm. Nói chung là rất là đẹp ạ, khoảng tầm 3 thân tơ, 2 đến 3 thân tơ này, có cây có 4 thân tơ nhưng nó hơi thấp. Thì ra mua khoảng 3 thân tơ thì nó sẽ cao hơn. Đó, em Thảo bán giá rất là mềm luôn ạ. Em bán với giá là 270.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhá. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm. Và trong hơn 10.000 cây hoa lan của nhà em Thảo thì em Thảo đã chọn ra được hơn 300 cây, gần 400 cây hoa, những cái hàng hơi yếu và những cái hàng bị mất nước và một số hàng thì hàng hoàn về. Đó, những cái cây như cả nhà có nhìn thấy này. Đó, những cây nào còn thành thì em sẽ gửi cho cả nhà nhá. Và hiện tại thì cây nó là cây 52 này, là có một số cây đang mọc thân tơ này. Đó, cả nhà gọi nhìn thấy. Còn số một cây đang bật này, cả nhìn thấy các bạn. Đấy. Đây. Bên này. À, nhớ cây này em Thảo đã đánh dấu vào gốc hết rồi. Đó. Đấy. Một số hàng thì hàng hoàn về. Em bán thanh lý nhá. Và bình thường những cái chậu đẹp này em Thảo bán với giá là 70.000 đến 75.000 đấy ạ. Hôm nay em thanh lý với giá rất là mềm. 25.000 một cây, mua 10 cây thì em Thảo bán với giá là 230.000 đây ạ. Gồm có 10 loại như thế này, gồm có 30 loại này. Thì em Thảo có đánh dấu rồi, thì anh chị em nào lấy loại nào thì có thể là gọi điện để đặt hàng với nhà em. Lô đầu tiên em gọi là lô thanh lý G này, cả nhà các bạn nhìn thấy gồm có 5 loại nù này, đó, và 5 loại hồng rất là đẹp này. Tiếp theo là lô thanh lý T. Lô thanh lý T này là gồm có là 5 loại nù, mà nù khác nhau, và 5 loại gồm có cánh ám với lại cánh bầu gái nhảy này. Và đây là gọi là lô thanh lý E nhé cả nhà nhé. Lô thanh lý E này thì gồm có là 5 loại hồng và loại này. Đấy. Nắm lại là em đã ghi tên hết cho mọi người rồi, nên là mọi người anh chị em nào lấy lô nào thì có thể gọi điện đặt hàng với nhà em. Đó thì trong hơn 10.000 cây. Đây, những cây này rất là đẹp. Một số chậu ngọc trai đen đây ạ. Ngọc trai đen là một cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu mến đúng không ạ? Hiện tại thì cây đang bật mầm gốc rất là nhiều. Và đây là cây đã thuần tại vườn của Việt Nam mình được gần 2 năm rồi, nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Và đây là chuẩn mặt hoa nhá cả nhà nhá. Chuẩn mặt hoa là đen luôn. Đó, nó đã nở tại vườn của nhà em Thảo gần lượt vừa rồi đấy ạ. Đó, em còn có số lượng là bao nhiêu cây, còn có 6 cây này. Và cái dòng hoa này là cái dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng ở trên thế giới đúng không ạ? Hoa này nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu và huyền bí, màu đen tuyền, hiếm có cái dòng hoa lan nào có màu đen đẹp như thế này. Đó, mỗi một chậu của nó như này này cả nhà nhìn thấy không? Một thân. À, bình thường những cái chậu như này em Thảo bán 470, hôm nay em bán thanh lý cực kỳ là mềm ạ. Em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm nhá. Đó, cây này không phải là cây giống cái đợt vừa rồi em Thảo bán theo combo đâu nhá. Cây này là cây hàng trưởng thành. Đó, cây đã thuần tại vườn Việt Nam nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Giáng hương mặt trời đỏ là con lai rất thành công giữa Bangkok Sunset và cây Vanda, nên là cho một cái dòng hoa cực kỳ là đẹp này, rất là thơm và đặc biệt là cái này chơi lá cũng rất là xinh nữa. Cái dòng lá xếp dòng thẳng đứng lên rất là đẹp này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó. Em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Em Thảo bán với giá là 130.000 một chậu, mua 2 chậu là 250 nhé cả nhà nhá. Đó, một đôi cho nó hoàn hảo đúng không ạ? Này, cây xinh chưa? Đấy, xinh lắm. Cây giống nhá. Khi nhắc đến kiều thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái dòng hoa có vẻ đẹp kiều diễm mà ngọt ngào đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo có hai dòng, đó chính là kiều lộc bắc và kiều mỡ gà. Hai dòng hoa này đều có cái dòng thân vuông rất là đẹp luôn. Đó, xinh lắm. Nói chung là đây là dòng hoa của Thái nhá. Bên Thái thì họ chủ yếu là lai tạo ra những cái dòng hoa với mặt bông đẹp thôi. Và hai cái mặt bông này cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm. Hàng để gây giống từ 5 cho đến 7 thân tơ, 8 thân tơ. Bình thường những chậu này em Thảo bán với giá là 200 hơn đấy ạ. Em Thảo bán ngày hôm nay chỉ có 170.000 thôi. Mua combo 2 màu thì em Thảo bán là 300.000 nhá. Đó, cây rất là xinh. Đây là dòng thân ngắn. Đó, nói chung cái dòng hoa cực kỳ đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Ngày hôm nay nhà em Thảo có những chậu kiếm khủng này. Đây là kiếm viền hồng môi rồng nhá cả nhà nhá. Cái dòng kiếm này rất là đẹp đây. Cái dòng kiếm lá ngắn, nói chung là xinh lắm cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều tép luôn. Chắc là khoảng tầm trên 20 tép. Và tới này mọi người sẽ cho bông luôn đấy ạ. Mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên hình đấy ạ. Và cái dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đá luôn. Mãi đợt vừa rồi em Thảo có quay TikTok ấy, em có những cái chậu này. Đây, đẹp chưa? Xinh lắm. Đó, mãi mới có thời gian để quay bởi vì là chạy hàng mùng 8 tháng 3 rất là nhiều luôn. Đó, đây này. Đây là những cái cây rất là xinh. Nói chung là cái dòng kiếm này thì là cái hàng kiếm khủng. Em Thảo bán là 650 một chậu. Số lượng thì em Thảo không có nhiều đâu nhá. Đó, đây, kiếm khủng này. Còn nó này cả nhà con nhìn thấy này. Đó,
lá của nó rất đẹp luôn. Nói chung là cái dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn ạ. Và người ta ví là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là đẹp mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Đây là 10 giống cây phi điệp được rất nhiều anh chị em yêu mến. Em sẽ quay và giới thiệu cả nhà. Đầu tiên là nù tam bố này. Đây, cây nù tam bố, cây cao khoảng tầm 5cm. Và bên này là thác bay này. Đó, thác bay cây của nó đây. Em bán 70.000. Và bên này đây là bệt Easo này. Em thả bán 70.000. Và bên này đây là sơn điện cánh mai này. Đó, cây sơn điện cánh mai cũng cao khoảng tầm 5cm. Và bên này đây, bên này là cây ma bó này. Đó, 70.000. Và qua bên này đây là cây nù 68 này. Nù 68, cây của nó đây cả nhà nhìn này. Đó, em thả bán cây này là 70.000. Cây cao khoảng tầm 5cm, thân lá rất đẹp nhá. Và bên này đây là những cái cây núi chúa của nhà em này. Đó, cây núi chúa, phi điệp núi chúa, cây cũng là tầm 5cm. Và bên này đây là dạ hạc các lây này. Đó, em bán 70.000 này. Và bên cạnh này đây là lộc bắc này. Đó, cây lộc bắc này em bán 70.000. Tiếp theo cuối cùng là cây di linh xuân này. Đó, đây này em đo cho cả nhà này. Đó, và tất nhiên là sẽ có chậu hai thân nhá, nhưng mà em cứ quay chậu một thân cho cả nhà. Anh chị em nào em sẽ lựa xen lẫn lại với nhau. Bên này cũng có những cái chậu như kiểu cây đắc lây hai thân rất đẹp này. Đây này cả nhà nhìn này, cây rất đẹp luôn đó. Đấy, nhưng nói chung là nó sẽ, em sẽ quay những cái loại tầm tầm, em sẽ chọn cho cả nhà xen lẫn những cái cây đẹp là hai thân đấy ạ. Đó, combo này là combo số 3. Bình thường nếu mà chúng ta mua 10 cây như thế này sẽ là 700.000 đúng không ạ? Hôm nay em bán giá cực kỳ là mềm luôn cho anh chị em sưu tầm là 300.000 một combo gồm có 10 cây như này. Đấy, loạt như này luôn, 5cm, em cũng vừa mới đo cho cả nhà xem đó. Đó, đây, đó em sẽ nói cho một lần nữa cả nhà xem nhé. Đầu tiên đó chính là phi điệp Easo này. Thứ hai, phi điệp thác bay, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông bên cạnh luôn. Thứ ba, phi điệp nù tam bố. Thứ tư, phi điệp sơn điền cánh mai. Thứ 5, phi điệp ma bó. Thứ 6, phi điệp nù 68. Thứ 7, phi điệp núi chúa. Thứ 8, dạ hạc đắc lây. Thứ 9, phi điệp lộc bắc. Thứ 10 là di linh xuân. Có cây nhá, cả nhà gọi nhìn thấy này. Đây, cây này có rất là nhiều cây là cây 52 nhá. Đó, chủ yếu là cây 52 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho cả nhà những cái hàng đẹp nhất, còn những cái hàng xấu. Te tua như này chẳng hạn thì em thả sẽ bán thanh lý 20.000 một cây. Đấy, hôm nay có 150 cây thanh lý thì em bán hết rồi. Còn những cái cây tươi tỉnh rất đẹp như này thôi, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Combo 3, 300.000. Đấy, xinh lắm. Cây rất là tươi tỉnh, dễ thương này. Đó, 10 cây luôn đó. Đây là những chậu đai châu lá mít, lá xếp của nhà em Thảo này. Đó, nhìn thấy lá của nó xinh quá, rất là đẹp nhá, dòng lá xếp. Đó, đây này. Đai châu lá mít này em thảo bán là 170 này. Mua 2 chậu em thảo bán với giá là 300 nhá cả nhà nhá. Đai châu lá mít, lá xếp. Đó, mỗi một chậu của nó chỉ có một thân thôi. Đó, xinh lắm. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có sưu tầm này. Đó, dòng lá ngắn này cực kỳ là đẹp. Có màu hồng đốm và màu đỏ đốm. Ngoài ra thì còn có dòng thân xanh nữa. Thì cái dòng thân xanh thì nó có thể nở ra là màu cam này, hoặc là màu hồng cánh sen, hoặc là màu trắng. Đấy, nó có hai màu này. Và đai châu lá mít này thì không có nhiều đâu, số lượng thì em không có nhiều nhá. 170 mua 2 chậu là 300. Phi điệp thân thủ hòa bình là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu mến đúng không ạ? Cái dòng lá mít này, bản lá dày dặn, lá to đúng không ạ? Rất là xinh. Và cái dòng hoa này thì anh chị em biết rồi đúng không ạ? Cây cao nhất của nó có thể đạt khoảng tầm 2m7 này. Thân lá thì mập ú nu luôn, nói chung cái dòng này chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Đây là hàng ươm ki chưa biết mặt bông nhé cả nhà nhá. Cây xinh lắm, bán để sưu tầm cho anh chị em nào yêu mến cái dòng, những cái dòng thân thủ này. Đấy, cái dòng bản lá nó dày lắm, sờ rất là thích luôn. Cây đang xuồng lá chuẩn bị cho bông luôn. Này, lá mít này, đẹp chưa ạ? Đó, cây cực kỳ là đẹp này. Đấy, em có dòng một thân và dòng hai thân nhá. Dòng hai thân thì em sẽ quay cho cả nhà xem này. Bên này chính là dòng hai thân của nó đây. Đấy, một thân thì em thả bán là 320.000 một chậu, còn hai thân em thả bán 370 nhá. Anh chị em nào sưu tầm thôi thì chúng ta mua dòng một thân cũng được đó, còn dòng hai thân thì nó cũng đang xuống lá chuẩn bị cho bông. Hai thân thì tới này nó sẽ cho, để cho hai thân tơ đúng không ạ? Đấy, đó là tính tương lai là như vậy. Anh chị em nào yêu mến chúng ta sưu tầm nhá.
Hoàng nhạn là một dòng dáng hương cực kỳ được nhiều cô chú anh chị săn lùng để sưu tầm vì có mặt bông màu vàng nổi bật hơn so với những cái dòng dáng hương khác. Và hoa của nó có mùi hương thơm như là hương chanh được ạ, cực kỳ là ngọt ngào. Lá của hoàng nhạn thì nó ngắn, cứng và xếp dày đối xứng hai bên, có giá trị thẩm mỹ cực kỳ là cao. Và mỗi một chậu của nó là 7 cặp lá trở lên nhé của gia đình em. Và đây là hàng cao cấp, hàng hoàng nhạn đột biến. Có hoa bình thường thì hoa của hoàng nhạn thì thường có màu vàng lưỡi tím đúng không ạ? Còn hoàng nhạn đột biến là hoa vàng lưỡi trắng rất là đẹp. Và số lượng thì gia đình em Thảo không có nhiều đâu ạ. Em sẽ đo cho cả nhà xem đây. Đó, em bán là 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000 nhé cả nhà nhé. Đây là hàng cao cấp của gia đình em và số lượng thì không có nhiều. 320.000 một chậu hoàng nhạn. Ngày hôm nay nhà em Thảo có một cái dòng cây phi điệp cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Riêng nói đến phi điệp thì là một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị ưa chuộng đúng không ạ? Và với cái nhu cầu như vậy thì có rất là nhiều những cái dòng hoa đang được lai tạo ra với mặt bông cực kỳ là xuất sắc luôn. Đó, vừa chơi thân được, vừa chơi lá được đúng không ạ? Đây chính là cây phi điệp á mắt ngọc, dòng lá của nó là dòng lá nhựa rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Đó, phi điệp mắt ngọc hay gọi là phi điệp mắt ngọc đi cho nó dễ gọi nha cả nhà nhá. Cây của nó cao khoảng tầm từ 35 cho đến 45 cm. Đó, em sẽ lựa cho cả nhà những cái chậu dài cho cả nhà gửi trước này. Đây này, từ có cây thì chỉ 34 thôi nhưng mà có cây thì là 4 mấy này. Đây, xinh lắm. Em Thảo bán với giá là 250 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 450 nhá cả nhà nhá. Đây là một số mặt hàng cây con giống của nhà em Thảo. Em Thảo đang cắt nước hơn 1 vạn cây để em gửi cho cả nhà. Anh chị em nào yêu mến những cái giống nào thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em Thảo nhé. Đấy, cả nhà các bạn nhìn thấy này có rất là nhiều luôn. Và vì là nhiều mặt hàng quá nên là em Thảo sẽ làm combo để em gửi cho cả nhà nhé. Đấy, đây bây giờ đây là cây phi điệp hồng hổ phách này. Đó, cả nhìn thấy này, xinh chưa? Còn đây là những cây hồng mỹ nhân này, 75.000 này. Và em Thảo có làm theo những cái combo này, ví dụ như là combo A là có 10 cây như anh chị em có nhìn thấy này. Đó, ví dụ chúng ta mua 10 cây đó là 750.000 thì ngày hôm nay em giảm xuống 50% ạ, còn có 300.000. Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà nhá. Hôm nay em Thảo có combo A này, combo P và combo M, combo 6 và combo 3. Đấy, em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng combo nhá để cho anh chị em có thể lựa chọn cho mình này. Đầu tiên đây là combo A, thì combo A gồm có 10 loại hồng nổi tiếng rất là đẹp và đây là hàng gieo hạt. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Hàng gieo hạt nó cũng quá là cao đâu, cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm thôi nhưng mà cây của nó khỏe lắm. Đó. Cây nó khỏe mà cây của nó này là nhìn thấy cây có cây 52 nên là độ thích nghi môi trường nó sẽ cao hơn. Đầu tiên combo A là hồng hổ phách này. Đó, nhìn thấy các bạn, cây xinh quá. Tiếp theo là hồng trời đánh này. Đấy, cây xinh chưa? Tiếp theo hồng liên anh, phi điệp hồng liên anh. Thứ tư là hồng gia lai. Thứ năm là hồng yên thủy. Thứ sáu là hồng mỹ nhân. Nhìn xem chưa? Thứ bảy là hồng á hậu. Mặt bông thì nhà cả nhà có nhìn thấy ở bên cạnh, em sẽ làm cho mọi người nhìn luôn nhá. Đây là hàng gieo hạt này. Thứ tám là hồng thiên cung. Thứ 9 là hồng mẫu hậu. Đấy, cây hồng mẫu hậu nó không sai đi đâu được đúng không ạ? Thứ 10 là cây hồng xòe. Đó. Hiện tại thì trời em nhà em đang rất là nồm nên em lấy lên như này cả nhà có nhìn thấy rõ hơn đúng không ạ? Combo này từ 750 em Thảo bán chỉ còn có 300.000 thôi nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhé. Đây là những chậu đa châu cam lửa và đa châu cam hồng của nhà em Thảo này. Đấy, cây rất là xinh luôn. Đó, mỗi bảng của nó gồm có 2 cây nhé cả nhà nhá. Hàng để gây giống, năm sau chúng ta sẽ xem bông nhé cả nhà nhá. Đó, bên này là cam hồng này. Đó. Cây cam hồng thì nó to hơn một chút. Mặt bông thì cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, em Thảo bán với giá là 200.000 một bảng lẻ. Còn anh chị em nào mà mua một combo 2 bảng cam hồng và cam lửa thì em Thảo bán 350 nhá. Đó, cây rất là xinh đấy. Cây để gây giống cực kỳ đẹp luôn. Nó ghép vào bảng gỗ như này thì về chúng ta chỉ việc là chúng ta buộc cái này vào trong cái trụ của chúng ta hoặc là chúng ta đặt nguyên vào cũng được. Đó, cây rất là xinh để gây giống nhá. Cử Bảo Tiên là một cái dòng hoa rất là nổi tiếng trong dòng dáng hương hiện nay. Và Cử Bảo Tiên là một những cái dòng hoa rất là đẹp này. Đó, hoa của nó rất là thơm, ngọt ngào và hoa của nó màu tím nhạt trùm dài xuống rất là xinh như anh chị em có nhìn trên màn hình này đấy ạ. Rất là đẹp đúng không ạ?
Và cây của nó hiện tại thì đây là cây giống, cây rất là khỏe này. Đó, lá của nó bóng láng, rất là xinh. Em Thảo bán với giá là 220.000 một chậu. Mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhé. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Khoảng tầm 5 cặp lá. Đó, xinh lắm. 4 đến 5 cặp lá rất đẹp. Đó, lá láng xinh cực luôn. 220 một chậu, 2 chậu là 400 nhé. Đây là một cái dòng dáng hương được rất nhiều anh chị em yêu mến, đó chính là dáng hương đuôi chồn, là chồn 5N nhé cả nhà nhé. Cây rất là đẹp và mặt bông thì như cả nhà đang nhìn đây. Đó, cái cây của nó khoảng tầm 6 cặp lá đến 7 cặp lá này. Đó, cây dòng này, cái dòng chơi thân lá rất là đẹp đây. Có cả rễ thì anh chị em không thích thì chúng ta có thể dùng lưỡi lam, chúng ta cắt lá đi, cắt rễ đi, sau đấy là chúng ta bôi keo liền sẹo vào. Em Thảo bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 400 nhé cả nhà nhé. Cái dòng này cây rất là đẹp này. Đấy, chồn 5N. Ở trên này đây ạ, em lấy xuống quay cho nó. Đây là những cái chậu cây phi điệp hồng mỹ nhân hàng gieo hạt này, cả nhà có nhìn thấy cây lần này là rất là cao so với lờ cây lô lần trước đúng không ạ? Rất là đẹp này. Đó. Cây cao từ 18 cho đến 25 cm, có cây của nó là cao khoảng đây này, đúng rồi, tầm đấy thôi. Cây xinh lắm, có cây thì cao 30 cm nhưng mà thấp thôi, không có nhiều đâu. Đây này, nếu mà cao 30 cm nó sẽ có ít thân tơ hơn. Cây của nó từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó, đây là hàng gieo hạt nhá, xinh lắm. Khi mà em gửi cả nhà chắc em sẽ gỡ cái thanh này đi, bởi vì là gửi đi nó cồng kềnh ấy, nó ảnh hưởng đến cây của mình. Đấy, thân lá rất là đẹp, đang đi ngọn này. Cái cây này lô năm ngoái em Thảo bán được rất nhiều luôn. Đấy, cây cũng rất nhiều anh chị em nở ra những cái mặt bông rất là xinh. Em Thảo bán hồng mỹ nhân với giá 270.000 một chậu. Mua 2 chậu là 500.000 nhá cả nhà nhá. Cây xinh lắm luôn đấy ạ. Và đây bên cạnh nam cánh trắng lâm sung thì nó là nam cánh trắng lâm đồng này, cả nhìn thấy rễ của nó này, xinh chưa? Đó, thân xanh sạch này. Đó, đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ, cả nhà có nhìn thấy cây rất là đẹp đúng không nào? Thân xanh sạch, xinh lắm và cũng là giai đoạn đầu sinh trưởng. Đây là cây năm 2 nhất, là cái thân tơ của nó cao khoảng tầm 8 cho đến 10 cm thôi. Đó, nói chung là cây của nó xinh. Mấy cây này cho những cái cây năm cây, những cái thân này này nó sẽ cho bông bói mùa tới này luôn đấy. Nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó. Mặt bông mẹ của nó thấy rất đẹp đúng không ạ? Thân của nó chơi cực kỳ là xinh luôn ạ. Một thân già với khoảng 2 đến 3 thân tơ. Cây của nó cao hơn cây lâm sung một tí. Này, cả nhà nhìn thấy không? Đó. 18 đến 20 cm. Thân già, còn thân tơ thì nó cũng xem như nhau. Em Thảo bán là 240.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Đó. 450.000 nhá. Xin chưa? Hơn 1 vạn cây con của nhà em Thảo thì em Thảo có lọc ra được khoảng tầm 500 cây. Những cái cây nù này, đó, những cây này là cây cao khoảng tầm 3-4 cm thôi. Nhưng mà cả nhà nhìn thấy không ạ? Nó đang mọc rất nhiều thân tơ bởi vì đây là giai đoạn đầu sinh trưởng mà. Đây này, đó, năm 2 như thế này thì chúng ta mua về nó sẽ thích nghi môi trường rất là tốt này. Thứ hai nữa đó chính là cái cây này, khi mà em gửi cho cả nhà đấy ạ, thì có khả năng là những cái thân này nó thắt ngọn như này thì nó sẽ bị vàng lá một chút xíu nhá. Đó, bởi vì nó bị mất nước mà. Đó, và trong nó đổ lại thì nó có rất nhiều những thân tơ này, khoảng tầm 1 đến 2 thân tơ đang mọc lên thì chúng ta chăm sóc thôi, bọn nó lớn nhanh lắm. Và nhân dịp cuối tuần thì gia đình em Thảo bán cái combo này này, là gồm có là đầu tiên đó chính là hòn heo này, hồng mỹ nhân, ám phú thọ này, gái nhảy, cánh bầu hòa bình. Khi mà mua combo 6 này thì em Thảo sẽ tặng thêm cái combo nù hòa bình này, bởi vì là cây nù hòa bình này thì anh chị em biết rồi, một số cây của nó đây này nó hơi thấp, khoảng tầm 3 đến 4 cm thôi, nhưng mà nó đang mọc thân tơ rồi. Đấy, nên em sẽ làm quà tặng để gửi cho cả nhà. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể chăm nhá. Đây này, cây xinh chưa? Đó, cây nào nó là những cái cây này là nó đều có thân tơ hết. Em Thảo sẽ quay qua một lượt nhá. Đầu tiên đó chính là hồng mỹ nhân này. Đấy, cây của nó này, nó cái thân mẹ của nó này thấp nhưng mà nó đang mọc thân tơ nhá. Tiếp theo là cây hòn heo này, người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Nó cũng có khoảng 1 đến 2 thân tơ. Ám phú thọ này, đó, nó cũng mọc thân tơ nhá cả nhà nhá. Nhiều thân tơ mọc lên lắm. Nói chung là cây này thì nó rất là xinh, nhìn nó còn hơi thấp nhưng mà cây rất là đẹp đấy ạ. Cây phi điệp gái nhảy này, phi điệp cánh bầu hòa bình, những cây nó chỉ cao khoảng 3-4 cm thôi nhá cả nhà nhá, nó không lớn lắm đâu. Đó. Và khi mà mua cái combo số 6 này em Thảo sẽ tặng kèm cả nhà, gồm có combo này thì gồm có đầu tiên nó chính là nù hòa bình này, nù này đang mọc thân tơ này, xinh chưa? Đó, nù ta ly này. Cái thân tơ của nó có dài khoảng tầm 2 cm thôi, nó mọc thân tơ này. Đấy. Tiếp theo là cây nù 168 này. Nù tam bố này. Và nù di linh đốt ngắn. Đó. Và số lượng thì em Thảo chỉ dành cho được là 50 cô chú anh chị thôi. Nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì có thể là gọi điện ủng hộ em nhé. Và đây là những cái chậu cây phi điệp hàng thanh lý của nhà em Thảo nhé cả nhà nhé.
Đó, những cây của nó hơi mất nước một chút xíu nhưng mà cây của nó vẫn lên nhá. Em thanh lý với giá là 20.000 một cây. Đó. Cây là hàng hoàn về đấy ạ. Hoàng về thì em Thảo đã chăm sóc và nó lại tươi trở lại này. Đó, anh chị em nào yêu mến chúng ta túc tắc thì chúng ta qua chơi đây này. Đó, nó có những cái tên hết rồi. Gồm có này như là ma bó này, lộc bắc này, sơn điền cánh mai này, easo, cái gì nữa là di linh, ma bó, núi chúa, đắc lây, đó là gồm có 10 loại mà nhà em Thảo hay bán đấy. Thế này. Đó, số lượng cây thanh lý 20.000 này em Thảo có là 80 cây. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm. Một số cây combo nù của nhà em Thảo này. Đấy. Vì là em đã bán giảm giá nên em cũng sẽ giảm giá. Em gọi combo nù này gọi là combo P nhé cả nhà nhá. Combo P em giảm xuống từ 750 còn có 300.000. Đó, cho anh chị em nào muốn sưu tầm thì gồm có những cái loại như em Thảo đang cho mọi người xem đây. Đó. Đầu tiên nhá, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó luôn. Và đây cũng là hàng gieo hạt thôi nhá cả nhà nhá. Cây của nó rất là khỏe. Đây là dòng cây cực kỳ là khỏe luôn này. Đang mọc cây 52 này. Đó, nhìn thấy không? Đây này. Đấy, xinh lắm. Đó, em sẽ quay lần lượt nhá. Đây, đầu tiên đây là cây di linh đốt ngắn này. Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân thôi ạ. Đấy, chủ yếu là nó cũng có cây nó mọc khá nhiều thân tơ đấy. Nên là khi em gửi cho cả nhà những cái thân mà nó thắt ngọn này này thì nó sẽ thắt ngọn và nó đang trong quá trình rụng lá để tích trữ chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng những cái thân tơ. Đó, thì trong hoa lan thì anh chị em đều biết rồi đúng không ạ? Khi mà cây thân già nó sẽ nuôi dưỡng những cái thân tơ nên là chúng ta sẽ không cắt những cái thân tơ này đi, thân già này đi đâu nhá. Đó. Tiếp theo này, thứ hai là cây nù tam bố này. Đó. Nhìn thấy thân của nó này. Thứ ba là nù 168, mặt bông hình như cả nhà đang nhìn bên cạnh này đây nhá. Đó. Nù tali này. Đó. Nù hòa bình này. Cây là cây nù tam nguyên này. Nù sơn điền. Đó. Tiếp theo đây là cây nù tam nguyên này. Đó. Cuối cùng là tiếp theo là cây bệt châu như này. Đó, thân nó tím tím đúng không ạ? Đấy, combo 10 cây nù này thì em Thảo cũng bán giảm giá từ 750 xuống còn có 300.000 thôi. Đó, hôm nay thì em Thảo có 4 combo đúng không ạ? 4-5 combo. Đó đây, rất nhiều luôn. Đó, một hơn một vạn cây thì em Thảo đang cắt nước xuyên vào trong bên kia này. Đó, đây. Đấy, anh chị em nào ở gần em thì có thể là lên nhà em để lựa trực tiếp cho mình nhá. Và đây là một số cây trưởng thành của nhà em Thảo này. Em đang đóng hàng gửi cho cả nhà. Thảo vừa mới về thêm cái dòng hoa nụ hòa bình đốt ngắn rất là đẹp. Như anh chị em có nhìn thấy, đây là hàng ươm ki nhé cả nhà nhá. Mặt bông chuẩn như cả nhà đang nhìn trên màn hình như đây. Rất là đẹp này. Đấy, nhìn cây xinh chưa ạ? Hàng đốt ngắn, lá nhựa rất là đẹp. Đây là hàng sưu tầm thôi ạ. Đó. Em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu, gồm có hai thân rất là đẹp như thế này. Đó, cao khoảng tầm 20 cho đến 25-30cm thôi. Đó, xinh lắm. Dòng này chơi thân chơi lá thì cực kỳ là đã luôn. Và mặt bông thì chuẩn như cả nhà đang nhìn đây. Đó, to bằng cái ngón tay của em luôn. Đó, hàng sưu tầm cho anh chị em nào yêu mến này. Đây là những chậu cây phi điệp hồng ngọc này. Và phi điệp hồng ngọc thì anh chị em biết rồi đúng không ạ? Đó chính là quán quân năm 2020 tại cuộc thi Hoa Lan Thế Giới năm 2015. Và cái dòng hoa này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Có màu rất là nét này, đậm và đặc biệt là màu không bị nhòe, mắt xước rất là dễ thương. Đó, đây là một trong cái mặt bông có vẻ đẹp sắc sảo đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn. Mỗi một chậu của nó gồm 2 cho đến 3 thân. Đó, số lượng 3 thân thì không có nhiều nhưng mà em Thảo sẽ lựa những cái chậu đẹp gửi cho cả nhà trước nhá. Em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu. Đây là những chậu cây phi điệp ám Phú Thọ được rất nhiều anh chị em yêu mến. Và đây chính là mặt bông mẹ của nó đây. Cái dòng hoa này thì nó đã lai với cái dòng cây lá mít nhựa đấy ạ. Nên là nó cho cái dòng hoa rất là đẹp này. Hiện tại thì cây đã thắt ngọn rụng lá. Chúng ta mua về chúng ta có thể làm giống luôn đấy ạ. Và vừa qua xem hoa luôn. Nó là cái dòng lai với cái lá nhựa, lá mít nhựa đấy ạ. Nên là nó cái dòng gió lá của nó láng này. Và cái lá mít rất là đẹp. Đấy, cây của nó không quá là cao đâu, cao khoảng tầm từ 25 cho đến 32cm. Có cây nó cao một chút nhưng mà em chỉ áng áng thôi, em sẽ cố gắng là lựa cho cả nhà những cái cây đẹp gửi trước nhá. Em Thảo bán là 230.000 một chậu, mua 2 chậu lá 450 nhá cả nhà nhá.
Đó, cô chú anh chị yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm một vài chậu cây rất xinh. Ngày hôm nay nhà em Thảo được cái dòng hoa rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến và rất là bắt mắt, đó chính là cây phi điệp năm cánh trắng môi trái tim. À, đẹp như cả nhà đang nhìn trên hình đến đây. Và đây là cây đang mọc thân tơ này. Đấy, nhìn ạ, đang mọc mầm gốc xinh lắm. Đó, còn có cây lớn của nó thì đang xuống lá chuẩn bị cho bông, nên là chúng ta mua về chúng ta phải làm giống này và vừa chơi bông luôn đúng không ạ? Đây, cây của nó cao khoảng tầm từ 30 cho đến 35 cm, rất là đẹp luôn. Đấy, cây đang xuống lá nhá. Em Thảo bán với giá bình thường những cái chậu này, vì nó là hàng ươm kỳ nên là giá của nó sẽ cao đấy ạ, không bao giờ dưới giá 250 đấy ạ. Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 220.000 một chậu, mua hai chậu là 400 nhé cả nhà nhá. Năm cánh trắng môi trái tim rất đẹp đấy, xinh chưa? Đây là những chậu di linh xuân của nhà em Thảo này, cả nhà quận nhìn thấy đấy, phun một ít là cái kỳ duy xanh lên thôi là nó tốt tủa những cái kỳ ra luôn. Đó, đây anh chị em có thể mua về chúng ta cắt cái này ra này, cắt ra sau cho nó trồng. Đó, thân tơ của nó cao khoảng tầm 10 từ 8 cho đến 10 cm, còn cái thân già của nó cao khoảng tầm 20 cho đến 22 cm đấy. Đó, nói chung là cây xinh lắm đấy, nhìn này. Đó, di linh xuân này em Thảo bán với giá là 250 này, mua hai chậu là 230 nhá. Đó, cây này trồng bằng giá thể vỏ thông và cái rễ của nó này, nhìn thấy rễ nó khỏe chưa? Đó, anh chị em mua về chúng ta cứ thay chậu bình thường thôi. Ngày hôm nay nhà em Thảo có một cái dòng hoa rất là mới, đó chính là hoàng thảo bạch nhạn, cái giống hoa xưa, hoa to này. Đó, hương thơm dịu dàng và đặc biệt là có rất là nhiều thân. Đấy, xinh chưa ạ? Rất là đẹp nhá, mặt bông cực kỳ là xuất sắc luôn, như anh chị em có nhìn thấy này. Đấy, cây của nó này, mỗi một chậu của nó khá là nhiều thân tơ, trên 5 thân tơ đấy. Đấy, xinh chưa? Đó, cây rất là đẹp. Cái dòng này rất là đáng chúng ta sưu tầm đấy. Mặt bông thì nó có cây nó nở rồi. Đấy, em sẽ tìm cho cả nhà xem có cái mặt bông nào nó đang nở không. Nói chung cây này rất là xinh. Đây, đây chính là cái cây nó đang nở, nhưng mà hoa của nó không được tròn trịa, nên là nhìn nó không thể toát lên được cái vẻ đẹp của cái cây hoàng thảo bạch nhạn. Đấy, xinh lắm. Cứ năm cánh trắng là chúng ta thích đúng không ạ? Đấy, em Thảo bán là 220, mua hai chậu là 400. Là những chậu cây mắt đỏ hòa bình này, cả nhà quận nhìn thấy. Cây này là cây 52, cả nhà quận nhìn thấy này, xinh ra. Đấy, nếu mà em gửi cho cả nhà thì em sẽ tháo cái này đi nhá, bởi vì là sẽ đỡ bị dập cây. À, nhìn thấy không ạ? Đó, nhìn nù giống như là cây nù rút ngắn luôn đúng không nào? Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 1 đến 2 thân tơ, rất là đẹp này. Đó, thân của này nhìn tím lịm luôn. Đẹp lắm, mà nhìn ở ngoài cực kỳ là xinh luôn. Đó. Và mặt bông mẹ của nó đây, nếu mà chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là giống như là một cô gái khóc ra máu luôn, đỏ lem luôn. Đấy, đẹp chưa? Đây, khoảng tầm 20, từ 18 cho đến 20 cm, thân già. Còn nếu mà thân tơ thì cũng cao xem thôi, cũng khoảng tầm 8 cho đến 10 cm thôi, vì nó là giai đoạn đầu sinh trưởng mà. Mặt đỏ hòa bình em Thảo bán với giá là 260.000 một chậu, mua hai chậu em Thảo bán là 500.000 nhá. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, cây không thể chê vào đâu được. Đó, tím này. Ngày hôm nay thì nhà em Thảo còn có một vài chậu cây đa châu lá bươn và đa châu cặp đôi rất là xinh, và có đa châu lá mít nữa. Và những cái chậu này thì là gia đình em bán ngày hôm nay thanh lý nhá. Đó, đầu tiên đây là những cái chậu đa châu lá bươn này. Lá bươn là dòng lá xếp, đây là đa châu đỏ với đỏ đốm nhá cả nhà nhá. Như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Đa châu lá bươn thì được rất nhiều anh chị em yêu mến, bởi vì khi mà cây hoa này nè, cây đa châu lá bươn này mà cho bông đấy ạ, bông của nó rất là dài, và càng lớn cây hoa của nó, cái lá của nó càng to và càng dài ra thì người ta gọi là cây đa châu lá bươn. Em Thảo bán thanh lý bình thường những chậu này là nếu mà Tết đấy ạ, không bao giờ dưới 800 luôn. Và ngày hôm nay em Thảo bán thanh lý với giá chỉ có 300.000 một chậu thôi ạ. Đó, 300.000 một chậu em bán đồng giá luôn nhá, bởi vì em còn có mấy cây thôi nên là em thanh lý. Nè, và lá của nó này ạ, cả nhà có nhìn thấy này, lá của nó như này thì không ảnh hưởng gì đâu nhé, bởi vì trong quá trình lớn lên thì chúng ta không thể tránh khỏi được đấy. Còn đây là một cái đa châu lá mít này, lá của nó hơi lỗi một chút xíu thôi, là dòng đa châu thân xanh ngọc, em bán thanh lý là 350. Đó, đây anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm. Đó, số lượng không có nhiều đâu ạ. Đây, những cái đa châu cặp, đa châu lá đôi, là đa châu lá, đa châu đôi của nhà em Thảo rất là xinh này, cũng bán 350 một cặp thôi. Đó, bởi vì là nhà em chuyển qua làm hàng cây giống nên là những cái cây này em bán thanh lý. Anh chị em nào mến thì chúng ta sưu tầm. Đó, cây rất là xinh. Đa châu là cây trưởng thành lá to, 350. Chị đang nhìn đây chính là một những cái mặt bông rất là xinh xắn đấy ạ. Đấy, tím, nhưng mà không tím bằng cây châu như đoạn. Đó, cũng đang mọc rất nhiều, là con đào cháu đống luôn.
Và mỗi thân của nó vì nó là đầu mùa xuân nên nó chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm thôi nhé cả nhà nhá. Đó. Em Thảo bán bệt Easo với giá là 220.000. Bây giờ đầu mùa xuân thế này chúng ta mà sưu tầm về và chúng ta chăm sóc đấy thì nó sẽ lớn cực kỳ là nhanh luôn, bởi vì những cây này rất là khỏe luôn ạ. Vì điệp Nù 68 được rất nhiều cô chú chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và đây là hàng gieo hạt với mật bông mẹ, cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Rất là đẹp và dễ thương đúng không ạ? Đây cả nhà gọi nhìn thấy này. Mỗi chậu của nó gồm có 2 thân, 1 đến 2 thân và đang mọc khá là nhiều những cái thân tơ nữa này. Đó. Và những cây nào chưa mọc thì nó đang trong quá trình mọc rồi đó. Đây này, nhìn thấy không ạ? Xinh lắm. Và đây là cây 52 nhé cả nhà nhá. Cây cao khoảng từ 10 cho đến 12 cm thôi, không quá là cao đâu ạ. Đó, những cái thân tơ của nó đang mọc lên. Cây rất là xinh xắn, riêng cái dòng chơi thân này nó cực kỳ là dễ thương rồi đấy ạ. Em Thảo bán Nù 68 với giá là 240.000. Anh chị em nào mua 2 chậu em Thảo bán 450. Đây là những chậu Nù Tali hàng ươm ki. Đây là cái dòng hoa chưa biết mặt bông nhé cả nhà nhá. Cây rất là xinh, chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn ạ. Cây không quá là cao đâu. Cây cao khoảng tầm từ 17 cho đến 22 cm. Nói chung là mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 3 thân rất là đẹp này. Đó, mập, nói chung là rất là xinh, chơi thân lá cực kỳ là đã luôn. Đấy. À, nó là hàng ươm ki nên là chưa biết mặt bông đoạn. Em Thảo bán với giá là 250.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán là 450 nhá cả nhà nhá. Đó, xinh lắm. Này. Đấy, cây của nó 2 thân nó sẽ cao hơn một chút, còn 3 thân nó sẽ thấp hơn. Nói chung là hàng ươm ki, rất là khỏe. Đi ngọn rất là sum suê luôn. Đây là phi điệp ma bó nhé cả nhà nhá. Ma bó đây là hàng gieo hạt với mặt bông mẹ rất là xinh xắn và dễ thương. Những thân tơ của nó thì chưa quá là dài đâu, bởi vì là bây giờ mới bước vào mùa xuân mà. Chỉ cao khoảng tầm 6 cho đến 7 cm thôi, nhưng mà nó nhiều thân lắm này. Đó. Từ giờ đến cuối mùa là được rất là cao luôn đấy ạ. Em Thảo bán phi điệp ma bó với giá là 250.000. Đó, phi điệp ma bó hàng gieo hạt. Phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt. Đây cả nhà các bạn nhìn thấy mỗi một cây của nó rất là xinh xắn và dễ thương đấy ạ. Để đo cho cả nhà xem nhá. Cây cao khoảng tầm từ 17 cho đến 18 cm rồi đấy, 15 cho đến 20 cm rồi. Đó, đây này, 15 cho đến 20 cm đây. Đó, đây là cây 52 rồi nên là còn những cái thân già này. Đó. Những cái thân này tới này về nó có khả năng nó sẽ mọc hoa, có cho hoa này. Đó. Bệt núi chúa em Thảo bán 240.000. Cây rất là. Ngày hôm nay nhà em Thảo trên quý khách hàng những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và xuất sắc đúng không ạ? Rất là xinh và dễ thương. Và cái dòng này là xanh sạch đây như cả nhà đang nhìn đã. Đó, cây rất là đẹp nhá, nhìn thoáng qua thì không khác gì hàng ươm ki đúng không nào? Và đây là cây 52 là mới bắt đầu giai đoạn đầu sinh trưởng nên là cây thân tơ của nó chỉ cao khoảng tầm từ 8 cho đến 10 cm thôi ạ. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 cho đến 3 thân tơ, rất là xinh. Đấy, bình thường những chậu này là em Thảo bán khoảng tầm 250 cho đến 270 đấy ạ. Hôm nay em trên quý khách hàng chỉ với giá là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000 nhá cả nhà nhá. Và khi mà gửi thì em Thảo sẽ gỡ cái thanh sắt này để cây hoa của chúng ta không bị ảnh hưởng ạ. 400.000 2 chậu này. Đó, giá cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp theo đây là combo M. Đó, combo M thì em cũng giảm từ 750 xuống còn có 300.000 nhá. Đấy, cả nhà có nhìn thấy này gồm có những cái chậu phi điệp nó cao khoảng tầm 4 cho đến 5 cm thôi, cả nhà có nhìn thấy, nhưng mà cây của nó rất là khỏe này, cây 52 này. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là cái năm nhất của nó này. Phi điệp hồng mỹ nhân. Thứ hai là cây phi điệp hồng yên thủy này. Đấy. Và đây là cây phi điệp bảo bảo này. Đấy, cũng là cây 52 này, một thân thôi. Phi điệp mắt đỏ hòa bình, đỏ tía luôn này. Đó. Phi điệp hồng mẫu hậu. Đó. Cây cánh bầu hòa bình, cả nhà nhìn thấy nhá. Cây hòa bình thì lúc nào nó tím hơn một chút và nó cái lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng khác này. Đó. Tiếp theo, đây là cây châu Như. Đấy, châu Như này. Cây gái nhảy này, phi điệp gái nhảy này. Đó. Ám hòa bình này. Ám phú thọ này. Đó, cây của nó dài khoảng tầm 4 đến 5 cm thôi ạ. Chủ yếu là một thân. Đó, đây là combo này. Combo này gọi là combo M nhé cả nhà nhá. Đây những cái cây của nhà em Thảo đây. Đó, nhiều chưa?
Đây là những chậu cây phi điệp lá mít Hòa Bình, rất là đẹp đấy ạ. Riêng cái dòng này chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn. Nó là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Và nó là hàng gieo hạt thôi, nhưng mà nhìn cái thân lá của nó cũng rất là đã nhá, rất là đáng để chúng ta chơi. Đấy, cây năm 2 rồi nên là có cây nó đang bật thân tơ khá là nhiều. Và có cây của nó mới bắt đầu bật này. Đấy, cây rất là xinh, thân lá thì nó đang trong quá trình rụng lá rồi. Đó, tới này sẽ cho bông bói luôn. Đây này, đang bật này. Đấy. Và mỗi một cây của nó không quá là cao đâu ạ, cao khoảng tầm từ 22 cho đến 27 cm, cây rất là xinh nhá. Đấy, cây năm 2 rồi, cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Em thả bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhá cả nhà nhá. Giá cực kỳ là mềm ạ. Đây là những chậu cây phi điệp nù nam rông của nhà em Thảo này. Đấy. À, được rất nhiều anh chị em yêu mến đấy ạ, mặt bông thì như cả nhà đang nhìn trên hình lên đây. Và anh chị em đã tìm hiểu trên thị trường thì chúng ta đều biết đúng không ạ? Cây này nếu mà sưu tầm đấy ạ, chúng ta ở các nhà vườn thì không bao giờ dưới giá là 400.000 một thân luôn. Và hiện tại thì cây đang xuống lá, chuẩn bị cho bông rồi. Nên chúng ta mua về chúng ta vừa làm giống vừa cho bông luôn. Cây cao khoảng tầm từ 22 cho đến 25 cm. Thân lá của nó là dòng lá dày dặn, thân mập ú nu, rất là đáng chúng ta sưu tầm đấy ạ. Ngày hôm nay em Thảo bán giá rất là mềm, em chỉ bán với giá là 300.000 một chậu một thân như thế này. Mua 2 chậu em Thảo bán là 550.000 nhá. Và bắt đầu bước vào tháng 2 thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu bước vào mùa sinh trưởng. Đây gọi là giai đoạn đầu sinh trưởng đúng không ạ? Bắt đầu hình thành những bộ rễ mới và nảy mầm gốc. Và em Thảo sẽ giới thiệu cả nhà về từng loại để chúng ta chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mùa xuân rồi. Đó, đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ, cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhá, nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhá cả nhà nhá, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề lá chống thối nhũ đó. Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali, là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói.
Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây, đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá, đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chồi bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010, đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt, đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng, đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây, đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá, đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết, đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhất cả nhà nhá. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai, đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng, đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này, nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn, đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000. Lọ này lọ to nhé cả nhà nhé. Lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000. Được nhiều lắm. Được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ, đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ. Một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta, anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào mà có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn, đúng không ạ? Đó, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phần trắng thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh.
cái kiwi đỏ thì nó là dạng bôi, còn cái kiwi xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé. Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này. 100m tờ đây. Em bán là 50.000. Dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhỉ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đầu trâu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy, em bán một bộ lá, em bán là 75.000 một bộ nhá cả nhà nhá, gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy, nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Một thuốc dẫn diệt ruồi vàng được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta diệt những con côn trùng bảo vệ hoa lan của chúng ta khi mùa xuân đến. Mùa xuân đến thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu nảy mầm, nảy chồi rất là nhiều, và còn có một số cây thì đang có nụ chuẩn bị đơm hoa, đúng không ạ? Nên là để bảo vệ hoa lan của chúng ta một cách trọn vẹn thì chúng ta có thể là mua 1 đến 2 hộp thuốc diệt ruồi vàng này về để chúng ta diệt những con côn trùng gây hại hoa lan của chúng ta. Và nếu mà anh chị em mà cái vườn lan mà rộng trên 1.000m² đấy ạ, thì chúng ta mới nên mua 2 hộp, còn không thì chúng ta chỉ mua 1 hộp thôi ạ. Và nếu mà không sử dụng hết thì chúng ta sẽ để lại hộp lần sau. Đó, thì chúng ta sẽ đậy nắp kỹ vào. Và đây có sự hướng dẫn hết rồi, nên là anh chị em mua về thì chúng ta chỉ việc làm theo thôi ạ. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là hữu ích khi mà mùa xuân đến. Em thảo bán với giá là 50.000. Đó, thuốc dẫn dụ diệt ruồi vàng, bảo vệ hoa lan của chúng ta. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video.